Rồi các bạn thấy cái nội dung ôn tập của mình rồi. Như vậy ở trong này phần mềm nào dưới đây là phần mềm diệt virus? Như vậy thì đối với lại cái bài này, dạng này, thì nếu như mà chúng ta biết được những phần mềm diệt virus thì chúng ta chọn. Còn nếu không thì chúng ta dùng phương pháp gì? À, loại trừ. Ví dụ trong cái câu A, chúng ta có thấy cái nào không phải là diệt virus không? Rồi, nhưng mà giả sử như câu B, mình thấy là Windows Explorer, cái trình này làm gì? Quản lý file. Windows Explorer là cái này nè, là cái trình này đó, là chúng ta đang quản lý file, thì nó sẽ cho phép là chúng ta là không có thấy cái trình phép virus chỗ này. Câu B là mình loại đi. Rồi tiếp tục câu C cũng có nó luôn. Câu D thì có WordPad là phần mềm soạn thảo văn bản. Như vậy thì nếu như mình không biết chắc là câu A thì mình có thể đi tìm những cái đáp án khác để mình loại trừ. Như vậy cuối cùng thì cái đáp án của mình là gì? Cuối cùng đáp án của mình đúng là gì các bạn? Là câu A. Đấy. Như vậy các bạn thấy là tùy theo cái nội dung mà mình sẽ chọn cái đáp án cho nó phù hợp. Đối với lại câu 2, 1 terabyte bằng bao nhiêu? Như vậy cái này, khi mà mình học cái này thì các bạn sẽ nhớ giúp cho thầy cái này: đơn vị tính. Như vậy đơn vị tính ở đây mình sẽ có gì? À, thầy share lại cái màn hình tí xíu. Tại vì nếu mà thầy share như vậy thì các bạn sẽ chỉ thấy một cái này thôi. Thầy muốn chuyển qua Excel là các bạn lại không thấy. Share screen. Ok. Rồi. Như vậy thầy mở Excel lên. Ở đây mình sẽ có nè. Tetrabyte. Nhỏ hơn tetrabyte là gì? Gigabyte. Nhỏ hơn gigabyte? Megabyte. Byte. Như vậy thì nếu mà 1 tetra thì nó tương ứng với 10 mũ, 2 mũ 10, tức là 1024 gigabyte. 1 gigabyte thì tương ứng với 1024 mê. 1 mê thì tương ứng với 1024 byte. Như vậy con số mà các bạn nhìn thấy ở đây, quan trọng là cái ngàn này là mình loại rồi nè. Riêng những cái mà ngàn là loại rồi. Chỉ có hai cái là 1024. À, như vậy câu này là câu B. Chúng ta sẽ chọn câu B là đáp án đúng. Câu 3. Màn hình kết nối với máy tính bằng cổng kết nối nào? Cổng nào? Rồi bây giờ một câu 3 này mình có thể làm nhiều câu khác. Câu nào? Chúng ta chú ý. Thứ nhất là cổng COM kết nối với cái gì? Modem. Ha, mình biết là vậy, còn modem cụ thể là gì thì mình có thể tìm hiểu thêm. Câu B, PS2 kết nối với chuột bàn phím theo kiểu cũ. Ha, cổng tròn. Rồi cổng USB thì chúng ta biết rồi. Và cái cổng mà người ta nói là màn hình thì nó là Vega. Màn hình tức là Vega. Như vậy câu 3 của chúng ta là chọn câu 3D. Đó. Khi các bạn
sử dụng thì các bạn sẽ biết chúng ta dùng màn hình là Vega. Câu 5, kinh doanh trực tuyến. Kinh doanh trực tuyến, ví dụ như là learning là gì? Học trực tuyến. Government, nó liên quan đến chính phủ đúng không? Đấy, như vậy những cái câu này thì chỉ có câu câu D là liên quan đến cái gì? Commerce là liên quan đến kinh doanh trực tuyến. Câu thứ 5, adware. Adware là gì? Adware là gì? Là phần mềm mở rộng, mở cổng hậu để xâm nhập gây hại cho máy tính. Cái này mình nghe các cái chương trình xâm nhập vào máy tính nó là adware đó, nhưng mà thường nó là cái gì? B là phần mềm quảng cáo, C là phần mềm thu thập thông tin, D là phần mềm thu thập thông tin được gõ trên bàn phím. Thường cái phần mềm mà thu thập thông tin lấy ký tự gõ bàn phím thì cái này là keylog, là nó thường trú trong máy của mình, xong mình gõ chữ gì thì nó lưu lại, nó gửi về cái máy chủ của nó. Đó, cho nên đối lại câu 5 thì chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Nó cài vô máy của mình và nó sẽ chạy quảng cáo liên tục. Chạy quảng cáo liên tục. Câu 6 tương tự như lúc nãy. Chọn đáp án nào? Cổng nào dưới đây không thể kết nối thiết bị chuột? Một cổng thôi. Như vậy lúc nãy mình biết PS2 là có kết nối chuột theo dạng cổng cũ, USB là cổng mới. Vậy thì còn COM và HDMI. Mà cái cổng HDMI này mình biết nó là cổng gì? Màn hình. Cho nên nó không dùng để kết nối, không dùng để kết nối thiết bị chuột. Với những thiết bị chuột cũ thì vẫn có trường hợp là dùng cổng COM. RAM. Nếu trong trường hợp mà người ta hỏi RAM là gì, viết tắt của từ gì? RAM là gì? RAM. Nó có cái ROM nữa. RAM là Random Access Memory, là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên. Còn nếu mà ROM là Read Only Memory. Như vậy RAM là gì? Thì chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây: bộ nhớ ngoài, bộ nhớ trong, tạm thời hay vĩnh viễn. Ở đây các bạn chú ý nè, nếu người ta hỏi là cái đặc tính của RAM thì mình chọn là C, nó là nhớ tạm thời. Còn người ta hỏi RAM là gì thì nó chỉ có A hoặc B thôi, trong hoặc ngoài. Bộ nhớ trong. Còn bộ nhớ ngoài là gì? Ổ cứng, ổ CD, USB, đúng không nào? Như vậy chúng ta gọi là bộ nhớ ngoài. Như vậy câu 7, 7B. Câu 8, cổng kết nối với eSATA. Chữ E là viết tắt của chữ gì? Thấy cái từ khóa không? Thấy từ khóa không? Từ khóa của câu 8 là gì? Ngoài. Là tương ứng với chữ gì? External. External. Câu 9, trong Windows 7
cho Windows 7. Windows Defender có nhiệm vụ gì? Quét một thư mục hay một tập tin. Nếu như trong cái Windows Defender các bạn sử dụng cái Real Time Protect, cái này là gì các bạn? Bảo vệ máy tính ở thời gian real là gì? Thời gian thực, tức là lúc mà bạn đút USB vô hoặc là bạn chép một cái file nào đó bất kỳ vào máy tính thì nó sẽ scan ngay, là real time. Còn câu B, quick scan, là nó quét nhanh với một cái sự thiết lập của riêng nó. Còn nếu bạn full scan là quét cả máy tính. Như vậy bạn làm câu này, nhưng mà lỡ sau này người ta hỏi là Windows Defender muốn quét cả máy tính thì bạn chọn câu gì? À, chọn câu C. Còn ở đây người ta nói là quét từng thư mục hay tập tin thì tất nhiên chúng ta chọn D. Bởi vì A là quét trực tiếp tại thời gian thực, B là quét nhanh, quét nhanh thì do nó thiết lập, C là quét hết thì chỉ còn mà mình muốn quét từng cái cụ thể là D. Câu 10, tập tin XLSX là đuôi của ai? Câu nào? Câu nào? Câu A, nếu như mà xử lý văn bản thì nó có đuôi là gì? Doc it framework. Nếu mà trình chiếu PPT it PowerPoint. Nếu như bài thực thi, thực thi thì có thể là .exe hoặc .com. Được chưa? Phần mở rộng á. Còn cái chúng ta đang nói XLSX thì nó là xử lý bản tính, tức là Excel đó. Excel. Hoặc là cũng cái đề này, nhưng mà các bạn gặp người ta hỏi rằng file có đuôi XLSX là ứng dụng nào dùng để mở? Người ta không nói là bản tính mà người ta nói là Excel, Word, PowerPoint, Access. Thì mình biết chọn cái nào không? À, Excel. Đó, một câu hỏi mà bạn có thể làm nhiều cái câu trả lời, nhiều cái câu hỏi khác. Trong Win 7, di chuyển tập tin, di chuyển là gì? Di chuyển là move, nhưng mà trong này không có. Vậy copy là tạo, tạo một nhân bản, rename, đổi tên, delete, xóa. Tất nhiên câu này nếu như để mà di chuyển một đối tượng chỉ có cut thôi thì không đủ ha. Mình nếu mà mình cut thì mình còn một bước tiếp theo là gì? Paste, à mình dán vô thì mình mới di chuyển được. Nhưng mà cái đề người ta hỏi vậy thì mình biết vậy thôi. Câu 12, phím Escape dùng để làm gì? Thoát khỏi chương trình, hủy bỏ lệnh, thoát và khởi động lại, hủy bỏ lệnh vừa thực hiện xong. Phím Escape này, ví dụ chúng ta đang mở một cái bảng lên, ví dụ file open, mình chọn cái bảng lên. À, thì chỗ này nó đưa cái bảng này lên, mình nhấn escape là mình bỏ cái việc đó, nhấn escape nó quay lại ha, cho nên là hủy bỏ. Còn hủy bỏ lệnh vừa thực hiện, khi mà mình đã thực hiện xong, mình đã accept rồi thì nó không hủy được. Câu 13, mỗi ổ đĩa có tối đa bao nhiêu thư mục gốc? Thư mục gốc
À đúng rồi, một thư một góc tức là chính nó. Ổ C, ổ D, ổ E gì đó thì gọi là thư một góc. Định dạng MP4 là định dạng của loại tập tin, âm thanh, hình ảnh, văn bản hay là phim? Quá dễ đúng không nào? Vậy thường âm thanh có gì? MP3. Hình ảnh thường thôi nhé, còn có rất nhiều loại nhé. MP3. Hình ảnh thường là gì? GP. À thường là gì? Còn văn bản thường là chấm .doc hoặc là chấm .in. Đấy, thường là như thế. Còn thực tế thì nó có rất nhiều loại ảnh, rất nhiều loại file âm thanh. Nhưng mà thường là vậy. Máy in được dùng phổ biến đối với người dùng cá nhân là loại nào? In kim. Thấy in kim chưa? Bạn nào mà làm kế toán in ba liên thì chỉ có in kim mới in được. Còn nếu in laser là không thể in được cái hóa đơn ba liên. Hóa đơn ba liên nó dùng in kim giống như là mình đang viết vậy thì nó mới in xuống được hai liên sau. Cho nên in kim là ít người dùng, chỉ khi nào mà chúng ta sử dụng cái gì đó đặc biệt. Máy in full. Máy in full là in mực nước và chúng ta xài thì khá tốn kém. Và nếu như chất lượng không tốt thì các bạn thấm nước nó sẽ bị nhòe. Máy in nhiệt là giống như là bạn đi vô Circle K đó, nó in cho các bạn hóa đơn nhỏ nhỏ đó thì thường đó là hóa đơn máy in nhiệt. Và máy in mà chúng ta hay xài là máy in laser. Máy in mà chúng ta hay xài là máy in laser. Bài câu 16. Để hiển thị tiếng Việt trong phần mềm soạn thảo văn bản, máy tính cần phải được cài cái gì? Cài gì? Cài trình điều khiển bàn phím. Câu C, câu B là font tiếng Việt. Câu C là trình điều khiển bàn phím tiếng Việt. Câu D là trình điều khiển bàn phím Unicase và font Unicode. Thực ra nếu như mà cái mà quá cụ thể đó thì nó lại không đúng, bởi vì bạn chọn câu D là hoàn toàn đúng, nhưng nếu mà người ta muốn hiển thị Vanillin thì sao? Muốn hiển thị cái file mà có cái đuôi, có cái font là tiêu chuẩn Việt Nam 3 thì sao? Nếu mà Unicode đâu hiển thị được, mà người ta nói là để hiển thị tiếng Việt. À cho nên câu đúng nhất là font tiếng Việt. Cái nào mà có font tiếng Việt, tất cả mọi loại font là nó hiển thị được hết. Câu D cũng đúng nhưng mà nó đúng chỉ với Unicode thôi. Câu 17. Một máy tính có thể kết nối đồng thời với bao nhiêu máy in? Bởi vì bạn có bao nhiêu cổng USB thì bạn có bấy nhiêu cổng kết nối. Bạn có cổng LPT là kết nối máy in theo kiểu cũ. Bạn có những cái cổng khác thì bạn kết nối vô thôi. Ví dụ một USB bạn có thể chia ra làm nhiều cổng, bạn kết nối vô ha. Cho nên chỗ này mình không biết là bao nhiêu cả. Không biết là bao nhiêu hết. 18. Word 2010 insert footnote. Foot là gì? Insert footnote. Trong Word, insert footnote. Ở chỗ này các bạn sẽ có, nó không phải là nằm trong insert footer header nha, mà nó sẽ nằm trong reference. Reference. Và các bạn sẽ chọn là insert footnote hoặc là insert endnote. Thấy giờ nó không nằm trong menu insert nhé, mà nó nằm ở đây. Footnote là gì? Thêm một cái ghi chú ở phía cuối của trang, ghi chú ở cuối trang. Và
nó sẽ làm như thế cho những cái trang khác trong cái tài liệu này. Còn insert endnote nó nói gì? Thêm một cái ghi chú. Like or comment or caption là những cái hiển thị nằm ở cuối cái trang, ở cuối trang endnote. Như vậy hai cái đó là khác nhau. Như vậy người ta hỏi là gì? Người ta hỏi là chèn footnote. Như vậy chọn câu nào? Ở đầu trang. Hồi nãy mình giải thích là gì? Ở đâu? À, button là cuối. Cuối gì? Cuối trang. À, chứ không phải là cuối văn bản. Như vậy cái này là cuối trang. Nếu cuối văn bản là gì? Có một câu hỏi người ta bốn cái đáp án này luôn. Mà người ta đổi lại cái trên là gì các bạn? Insert gì? End note. Nếu mà người ta chọn đổi lại đúng câu hỏi này và người ta chỉ đổi cái câu là end note thì nó là đáp án D. Như vậy một câu mình có thể làm được nhiều câu. 19. Trong Word để sao chép định dạng liên tiếp cho nhiều khối văn bản khác nhau, ta thực hiện lệnh format printer. Cái này mình biết chưa? Cái format printer này mình biết cái lệnh này chưa? Ví dụ như thế nào đây? Ví dụ đoạn văn bản này thì cho nó in đậm màu xanh gạch chân, ví dụ thế. Thầy muốn cái đoạn này cũng tương tự như vậy, nhưng mà in đậm gạch chân màu xanh, phức tạp không? Nhiều bước quá. Bây giờ thầy chọn ở đây, thầy chọn vô copy ở cái dạng là format printer, Ctrl Shift C và Ctrl Shift V. Nếu như sau này có một câu hỏi người ta liên quan đến công cụ này là format printer, người ta hỏi là phím nóng gì thì nhớ dùm cho thầy Ctrl Shift C chứ không phải Ctrl C nhé, và Ctrl Shift V. Copy đưa xuống đây, tự động in đậm màu xanh gạch chân, đó là format printer. Vậy người ta hỏi gì trong này? Nhấn nút format printer, nhấp tiếp 3 lần, nhấp đúp vào format printer, không thực hiện được. Vậy chọn câu nào? Chọn câu nào? Sao chép định dạng liên tiếp cho nhiều khối văn bản sao chép định dạng đó, ý của người ta là vậy. Ví dụ bây giờ mình chỉ có cái đoạn này thôi. Rồi nếu mà bạn chọn hết, nó mất nè, mình chỉ sao chép được một lần duy nhất. Nhưng nếu trường hợp mà bạn đặt ở đây, bạn double click 1, 2, 3, 4, tức là khi mà mình chọn xong cái con trỏ này nó vẫn còn chức năng là format printer, được chưa? Cho nên nếu cùng câu hỏi này mà người ta nói sao chép định dạng cho một khối văn bản thì nó là câu A. Thực hiện định dạng liên tiếp cho nhiều khối văn bản. À, chỗ này là nhiều khối văn bản thì nó là câu B. Chú ý giùm thầy nhé. Cũng là một câu hỏi nhưng mà có khi là đáp án A, có khi là đáp án B, tùy theo cái mà người ta từ khóa ở bên trên.
20. Trong Word 2010 tại chế độ hiển thị Wrap, bạn có thể nhìn thấy những nội dung gì? Bạn có thể nhìn thấy nội dung gì? Đây là những chế độ hiển thị. Những chế độ hiển thị mình sẽ chọn, mình xem. Đây, chế độ này nè. Như vậy thì trong này nó có Read Mode, Print Layout, Web Layout, Outline, Wrap. Như vậy mình nhìn ở đây, mình biết và mình nhớ cái câu hỏi để sau này chú ý là cái câu hỏi của người ta. Nếu mà trong này mình có insert một cái picture thì xem nó có thể hiển thị được hay không. Ví dụ thầy lấy cái picture này cho nó nhanh. Rồi mình chọn vô menu view. Có cái hình không? Có cái shape không? Không có. Như vậy câu trả lời của mình 20 là gì? Hình ảnh chắc chắn là không thấy. Chữ nghệ thuật. Chữ nghệ thuật là gì các bạn? Chữ nghệ thuật là gì? Insert word add. Chúng ta gọi là chữ nghệ thuật. Đó. Một cái word add bất kỳ. Vậy thì mình chuyển qua chế độ này, mình xem thử nó có hiển thị hay không. Không. Thuần túy là test thôi. Như vậy chọn câu nào đây? Câu D. Tại chế độ hiển thị này có thể nhìn thấy gì? Chỉ có thể nhìn thấy chữ thôi. 21. Trong Word Clean Formatting. Clean là gì? Formatting là gì? Xóa cái định dạng. Xóa này không phải là delete ha, mà làm sạch. Làm sạch. Như vậy thì chúng ta chọn câu nào? Clean chứ không phải là delete. Cho nên chỗ này thực ra người ta sẽ định dạng lại cái dữ liệu cho cái test đó. Tại vì nhiều khi mình sửa định dạng nó mệt quá, mình sửa hoài không được. Mình chọn clean formatting là chắc cú nhất. Câu 22. Trong văn bản Word, để chọn toàn bộ văn bản từ vị trí hiện hành của con trỏ đến cuối văn bản. Đến cuối văn bản. Đây, từ con trỏ hiện hành cho đến cuối văn bản. Ví dụ mình chọn từ đây cho đến cuối văn bản. Ctrl N cuối dòng. Ctrl Shift không có tác dụng. Shift N hả? Sao? Ý bạn là gì? Hướng dẫn hả? Thì đang hướng dẫn nè. Rồi. Như vậy nếu như bạn dùng Ctrl N là nó về cuối văn bản. Còn nếu mà Shift N thì nó về cuối dòng. Chọn cuối dòng. Cho nên chỗ này mình chọn gì? Ctrl Shift, Shift N. Để mở văn bản hiện hành một cửa sổ khác. Rồi. Tập trung. Mở cửa sổ hiện hành để mở văn bản ở một cửa sổ khác. New window. New window. Còn cái range này là gì các bạn? Ở range all là gì? Sắp xếp lại. À, cái slip này là gì? Công cụ này là gì? Trong Word có bao giờ bạn dùng đến công cụ này chưa?
công cụ này rất hay. Nếu như văn bản của các bạn dài, văn bản các bạn dài, các bạn muốn tìm nội dung hoặc là so sánh, hoặc là một cái là các bạn để trên này là mục lục, còn một cái là các bạn xem nội dung ở bên dưới, thì các bạn có thể chọn cho thầy cái chia cái văn bản của mình ra. Đó, cái này là mình xem đầu văn bản, cái này mình xem cuối văn bản nè. Này là cuối văn bản. Như vậy cái chức năng này rất là hay. Các bạn sẽ đi tìm các cái nội dung ở bên trong cái văn bản của mình. Và câu này là câu A. Nếu như gặp lại, người ta hỏi là chức năng của cái step này làm gì, chức năng của cái array này làm gì, squid này làm gì. Squid là chuyển đổi cửa sổ. 24. Đây, mới vừa nói xong. Lệnh nào cho phép bạn nhìn thấy hai vị trí bất kỳ trên cùng một cửa sổ văn bản? Câu D, đúng rồi, mình mới vừa nói xong. Hai vị trí bất kỳ trên cùng một cửa sổ. Thay đổi chiều rộng cột thứ hai của bản dữ liệu. Thay đổi chiều rộng của cột thứ hai. Chọn trỏ tại đường biên phải của cột thứ hai, nhấp giữ và di chuyển. Chọn trỏ chuột tại đường biên trái của cột thứ hai, nhấp giữ và di chuyển chuột. Được không? Rồi, chú ý câu này là dễ bị sai nè. Nếu người ta nói là trỏ chuột tại đường biên phải của cột thứ hai, nhấp giữ và di chuyển chuột, mình vẫn làm rộng được cột thứ hai. Câu B, nhấp trỏ chuột tại đường biên trái của cột thứ hai, nhấp giữ và di chuyển chuột, có làm rộng được không? Hả? Làm rộng được không? Insert table. Đây, cột 2. Người ta nhấp chuột ở bên phải, kéo ra thì tất nhiên làm rộng được rồi. Nhưng trong trường hợp mình nhấp bên trái mà mình không có kéo về phía này, mà mình kéo ngược lại, làm rộng được không? Ủa, cũng đúng vậy. Rồi, ok. Câu tiếp theo. Nhấp đất chuột đường bên trái của cột thứ hai. Câu này thì không đúng rồi. Nếu mà nhấp đất chuột ở bên trái cột thứ hai thì nó là mở rộng cột thứ nhất. Ví dụ như chỗ này nhấp đất thì nó có chuyện gì xảy ra? Ví dụ như đoạn test của mình nó dài thì mình nhấp đất ở đây, nó sẽ tự động nó giãn cái cột thứ nhất ra, nó giãn cái cột bên phải ra. Đó, ví dụ mình nhấp đất ở đây thì nó tự động nó giãn cái này. Cho nên hai câu này đều có thể đúng. Nhưng trong đề người ta cho là câu A đúng. Thì làm ơn nhớ cho thầy câu A đúng. Tức là nhấp chuột bên phải của cột nào thì ý của người ta là thế. Ví dụ như cột 3, cột 4, cột 5 gì đấy thì mình lấy chuột bên phải của cái cột đó. Đó, chú ý giùm thầy. Khai báo thông số lề. Lề. Đóng gáy nha. Đóng gáy. Nhìn cái từ đóng gáy giúp thầy. Gáy là gì? Gáy. Cái này là lép, là bên trái. Lép của trang. Lép indent là cái kênh này nè. Đây là lép indent, kênh lề cho văn bản. Còn cái gáy là độ C. Nhớ cái từ này giúp thầy. Gáy của tài liệu Twitter. Câu 27 qua Excel. Chế độ hiển thị trang tính mặc định là
Mặc định là, mặc định tất nhiên là mặc định, tiếng Anh tiếng Việt vậy thôi, đúng không nào? Bay spread là gì? Bẻ trang, tức là nó chỉ nhìn thấy từng trang một. Trang của chúng ta nếu mà phật bét là A4 thì nó hiển thị A4, A3 nó hiển thị A3. Để chúng ta nhìn biết là với cái nội dung như vậy, chúng ta in ra nó có nằm gọn trong cái trang A4 hay không, thì chúng ta chọn chế độ này. Page layout, custom view, thì trong cái Excel các bạn sẽ thấy được cái chế độ hiển thị ở đây. Nó page layout là nó hiển thị từng trang, còn cái spread là nó chỉ hiển thị cái nào mà có dữ liệu thôi, còn những cái còn lại nó không, không có dữ liệu. Giả sử chỗ này mình có dữ liệu nhiều hơn thì chuyện gì xảy ra? Nó cho mình biết mình đang ở trang 1, mình đang ở trang 2. Nếu dữ liệu của mình xuống dưới này, xuống dưới này, thì nó báo cho mình biết mình đang ở trang 1, trang 2 và bắt đầu qua trang 3, trang 4. Còn nếu như mà mình chọn cái page layout là ở phía dưới này, nó hiển thị cho mình luôn. Đó, page layout, cái chỗ mà không có dữ liệu mình cũng thấy luôn. Như vậy thì các cái chế độ hiển thị các bạn nhìn giúp thầy. 28 trong Excel để thiết lập các đường in. Đường in, setup, guideline, đường in. Đây, câu 29 suy luận giúp thầy. Địa chỉ nào dưới đây là địa chỉ tuyệt đối? Cái nào? Thực ra cái nào cũng tuyệt đối cả. Nhưng cái A là vừa có tuyệt đối theo cột mà vừa có tương đối theo dòng. Cái mà tuyệt đối nhất là C, tuyệt đối nhiều nhất cả dòng cả cột. Chứ còn hỏi là cái nào là địa chỉ tuyệt đối thì cái này cũng tuyệt đối vậy. Rồi, ok. Trong Excel O1 chứa giá trị là ngày 10 tháng 5 hàm minh cho cái gì? Quá rõ đúng không? Hàm minh cho cái gì? February. Hàm minh cho cái gì? B hay là C? Chắc chắn 10 là không phải, 17 là không phải. Thì bây giờ ai là triệu phú cho chúng ta chọn là 50-50. Bởi vì 10 là ngày, 17 là năm, minh là tháng, thì không đúng rồi. Chỉ có thể là B hoặc là C ha. Nhưng hàm minh khi mà mình lấy tháng thì nó trả về số, không có chữ, cho nên chúng ta chọn đáp án C. 31. Để chọn toàn bộ trang tính chưa có dữ liệu ta dùng. Chọn toàn bộ trang tính chưa có dữ liệu. Chỗ này ý người ta nói gì? Nếu giả sử mình đang đứng ở đây, mình chọn Ctrl A, chuyện gì đang xảy ra? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình đang đứng đây? Ctrl A đấy. Thấy không? Thấy nha. Cực kỳ đặc biệt. Nếu như Excel mà dữ liệu của chúng ta đã có rồi mà các bạn nhấn Ctrl A thì nó chỉ chọn đoạn dữ liệu xung quanh con trỏ đang đứng thôi, chứ không phải là chọn toàn bộ văn bản. Nhớ nha. Còn nếu mà chúng ta đứng ở đây, Ctrl A thì nó chọn toàn bộ. Chú ý chỗ này. Nghe.
sau này người ta gặp cái câu hỏi lắc léo vậy là trả lời sai đó. Chỗ này người ta hỏi rất rõ nè, chọn toàn bộ trang tính chưa có dữ liệu. Đây là một từ khóa, chưa có dữ liệu. Vậy thì trang tính của chúng ta nếu như chưa có dữ liệu thì Ctrl A tất nhiên là chọn hết trang tính. Nhưng trang tính đã có dữ liệu mà con trỏ đang nằm trên ô chứa dữ liệu, bàn Ctrl A nó chỉ chọn cái vùng xung quanh đó thôi. Còn nếu con trỏ nằm ở một ô mà không có gì hết, Ctrl A nó sẽ chọn hết văn bản. Khác nhau ở chỗ này. Cho nên là khi mà chúng ta làm thì các bạn nhớ giúp cho thầy. Tại vì nếu mà có dữ liệu thì chưa chắc nha. Nếu mà có dữ liệu thì Ctrl A là chưa chắc đúng. 32. Chèn thêm một cột vào trang tính hiện hành ta thực hiện cái gì? Tất nhiên row là không được rồi. Cột mà insert column, insert sheet. Sheet là gì? Một cái trang tính lớn như thế này nè, gọi là sheet. Đó, đó, được chưa? Insert một cái trang tính lớn như thế gọi là sheet. Còn nếu như bạn muốn chèn một cột thì lấy chuột phải, bạn chọn insert column. Đấy, như vậy thì trong câu này chúng ta rất là dễ nhận thấy là chúng ta chọn cấu C. 33. Địa chỉ tương đối phát biểu nào sau đây là đúng khi chép công thức theo chiều ngang? Địa chỉ tương đối. Cột trong địa chỉ bị thay đổi theo chiều ngang, dòng theo địa chỉ thay đổi, cột và dòng. Câu nào? Theo chiều ngang. Theo chiều ngang tức là dòng cố định, chỉ có cột thay đổi thôi. Nếu người ta nói theo chiều đứng. Thì nó là đáp án khác. Phần mở rộng, đây mới nói lúc nãy, phần mở rộng của Excel là gì? Cái nào? Câu mấy nào? Nếu như người ta hỏi Excel không thì có thể là A, có thể là B. Nhưng người ta nói là 2010 thì nó là B. 2010 là B. 35. Minh họa nào dưới đây do địa chỉ ô AA11 hay là 1A? Cái nào? 1A có không? Địa chỉ 1 ô. Đây, cột trước, dòng sau, chữ trước, số sau. Và chỉ có chữ và số thôi. Cho nên chắc chắn câu A đúng. Câu B số chữ sai. Số chữ số sai. Số chữ sai. Chú ý cái đó giùm thầy. 36. Bây giờ qua PowerPoint. Di chuyển trang chiếu cuối cùng. Di chuyển đến trang chiếu cuối cùng, ta dùng phím tắt gì? Di chuyển đến trang trình chiếu cuối cùng. Pay up, pay down là nó di chuyển từng trang một. Còn nếu home là về đầu, chỉ còn có end là cuối thôi. Tiếp tục. Khi làm việc với bảng PowerPoint nhưng mà làm với bảng, lệnh lock Space Radio để làm gì? Lock để khóa nè. Khóa cái gì? Khóa tỷ lệ, đúng không?
khóa tỷ lệ. Tỷ lệ thuận khóa thay tỷ lệ thuận. Tức là mình tăng là nó sẽ tăng đều, giảm là nó sẽ giảm đều. Khóa lại. Rồi câu 38. Hiệu ứng hoạt hình nào cho phép đối tượng xuất hiện trên trang chiếu? Cái này hôm trước mình có nói qua. Xuất hiện là gì? Thay đổi là gì? Exit là gì? Nhớ gì không? Trong PowerPoint. PowerPoint. Quên rồi sao? Ví dụ đối với cái này, hiệu ứng nó có gì nào? Một là xuất hiện, hai cái này là hiệu ứng gì? Hiệu ứng thay đổi, tức là xuất hiện xong thì nó sẽ biến đổi thành cái gì. Và hiệu ứng thứ ba, motion, là hiệu ứng theo exit trước. Exit là hiệu ứng biến mất. Motion là hiệu ứng cho những cái đường đặc biệt mình vẽ nó ra. Đó, thì trong này người ta hỏi là hiệu ứng hoạt hình nào làm cho đối tượng xuất hiện. Xuất hiện thì nó là câu, câu gì? Câu A. Ha, câu B là hiệu ứng gì? Thay đổi. Câu C là biến mất. Câu D là theo một cái đường đặc biệt nào đó. 39. Lệnh clip ad dùng để làm gì? Clip ad chèn hình ảnh. Cái này là picture. Chèn clip ad thì chúng ta thư viện của Microsoft Office. Câu 40. Khi làm việc với đoạn văn bản để tăng cấp danh sách cho đoạn văn bản. Tăng cấp. Tăng cấp là sao? Trong PowerPoint, khi làm việc với đoạn văn bản để tăng cấp danh sách là list á, danh sách, thì chúng ta dùng tab. F5 là trình chiếu rồi, Escape là bỏ đi rồi. Shift F5 là gì? Shift F5 là gì các bạn? Ví dụ mình đang đứng ở đây, Shift F5 là trình chiếu tại slide hiện tại. Trình chiếu tại cái slide hiện tại. Còn nếu F5 là trình chiếu slide đầu tiên. Nhớ nha, đôi khi người ta lại hỏi đấy. Đôi khi người ta lại hỏi cái câu hỏi đấy. Như vậy ở chỗ này nó là tab. Chèn thêm đối tượng hình vẽ cho Smart Ad. Smart Ad. Accept. Fillet là gạch ký tự đặc biệt đầu dòng. Trong PowerPoint, làm việc với đoạn văn bản, lệnh này dùng để làm gì? Giảm, đúng không? 42. Giảm cấp. Lúc nãy là tăng cấp, bây giờ là giảm cấp. 43. Di chuyển sang cửa sổ trình chiếu đã mở. Di chuyển sang cửa sổ
di chuyển, tức là chuyển đổi cửa sổ thì là B. Switch user. Thư điện tử có những ưu điểm nào? Thư điện tử độ bảo mật cao chắc chắn là không cao, bởi vì mình gửi trên mạng thì có thể người ta sẽ capture lại, người ta lấy thông tin, không bị thất lạc, có thể gửi kèm nhiều loại tài liệu với dung lượng không hạn chế, không bị thất lạc, có thể bị thất lạc, dung lượng bị hạn chế nếu như mail của bạn là mail free, còn nếu mà mail các bạn mua thì có thể là không hạn chế. Rồi, ok, giới thiệu gửi cho nhiều người dùng. 45. Trong trình duyệt Google Chrome, xóa dữ liệu duyệt web rõ ràng luôn rồi. Trong trình duyệt Chrome, bạn không thể xóa dữ liệu ha. Từ khóa nó nằm ở đây. Còn nếu mà mình xóa thì là câu A. Câu này người ta nói là không thể xóa, là nội dung trang web hiện hành. Đó là từ khóa nhé. Từ khóa nó nằm ở chỗ này. Không thể xóa. Tên miền tổ chức giáo dục. À, edu. Tên miền tổ chức thiết lập cung cấp các dịch vụ mạng. Chấm. Dịch vụ mạng. Com là chung. ORG là chính phủ. Đó, mấy cái mà chúng ta thường hay chú ý. 48. Dịch vụ nào dưới đây không phải là dịch vụ internet? Chat. LMS hoặc là video conference, cái này là hội thảo, tin nhắn. Rồi trong phần này người ta cho mình đáp án là B, EMS, chuyển phát nhanh. Google Maps. Hỏi cho vui phải không? 50. Google Mail thuộc loại dịch vụ nào? Lưu trữ thư điện tử. Hết. Như vậy với một cái đề 50 câu, nãy giờ mình làm là bao nhiêu phút? Tiếng không? Hơn tiếng ha, vừa làm vừa nói hơn tiếng. Hy vọng là các bạn sẽ làm nhanh hơn, nhanh hơn thầy. Rồi chuẩn bị làm câu B.